ba la mã những trận đánh phá hậu cần quyết định vận mệnh giặc trên chiến trường đại việt trận vân đồn triệt đường tiếp vận trên biển phá hủy toàn bộ quân lương của giặc khác với lần trước trong cuộc chiến tranh xâm lược lần này giặc cố sức tổ chức một đạo thủy quân mạnh và một số quân lương đầy đủ để có thể đánh mạnh và đánh chắc thắng ở đại việt những người lãnh đạo cuộc chiến tranh chống quân xâm lược của ta nắm vững ý đồ của giặc nên cũng lấy việc tiêu diệt thủy quân và phá hủy lương thực của giặc làm hai mục tiêu hàng đầu để giành toàn thắng về ta chính vì thế mà ngay từ khi giặc chưa tới hưng đạo vương đã cho đắp kè đá ở kênh thục chuẩn bị sẵn những cọc gỗ để tổ chức những trận thủy chiến trên sông bạch đằng bố trí nhiều quân tướng để chặn đánh giặc ở miền ven biển và giao trọng trách đánh giặc ở miền biển cho một tướng giỏi là nhân huệ vương Trần Khánh Dư đảm nhiệm. Nhưng khi bọn Ô Mã Nhi đưa thủy quân tới Vân Đồn, Trần Khánh Dư đã không đánh thắng, để cho Ô Mã Nhi đi lọt. Các thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ vẫn chưa đi tới. Bọn Ô Mã Nhi không quay lại đón và cũng không chờ thuyền lương, mà đi vào cửa An Bang lên vạn kiếp để hội quân với thoát hoang. Như vậy là thủy quân và lương thực của giặc đều chưa bị tiêu diệt quân ta ở vùng ven biển chưa hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu của mình trách nhiệm đó thuộc về nhân huệ vương trần khánh dư vị tướng lĩnh chỉ huy cao nhất của quân ta ở vùng này quân pháp thời trần rất nghiêm nhất là trong thời kỳ chiến tranh khi được tin thủy quân giặc đã qua vân đồn tướng trần khánh dư không đánh được giặc lập tức thượng hoàng trần thánh tôn cho trung sứ tức đặc phái viên của triều đình đem lệnh của thượng hoàng tới vân đồn bắt trói Trần Khánh Dư giải về triều làm tội. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển Năm, tập 52B, 53A, hết ghi chú. Mặc dầu Trần Khánh Dư là thân vương và là một tướng lão thành, nhà Trần thực hiện đúng nguyên tắc của người xưa về kỷ luật quân sự. Quân Pháp vô thân, phép quân không thân nể riêng ai. Trần Khánh Dư nhận tội, chỉ xin với trung sứ rằng, Lấy quân luật mà xử Tôi xin chịu tội Nhưng xin hoãn cho vài ba ngày Để tôi lập công chuộc tội Rồi sẽ chịu búa rìu Cũng chưa muộn Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển Năm Tập 52B 53A Hết ghi chú Trần Khánh Dư nói đúng Ông còn cơ hội lập công Giặc chưa qua hết vùng ven biển nước ta Các thuyền lương của giặc Và bộ phận thủy quân của bọn Trương Văn Hổ đi với thuyền lương vẫn chưa tới. Diệt được toàn bộ quân lương của giặc và bộ phận thủy quân đi kèm, thì chiến thắng cũng rất lớn, không kém gì diệt được một đạo quân lớn của giặc. Trung sứ nghe theo Trần Khánh Dư để ông tiếp tục đánh giặc. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển Năm Tập 52B, 53A, hết ghi chú. Trần Khánh Dư bố trí quân và thuyền suốt một giải từ Vân Đồn, gần Cẩm Phả tới cửa lục phía Hòn Gai bây giờ. Theo trình tự, càng gần tới cửa lục thì lực lượng ta càng mạnh. Khi thuyền lương của bọn Trương Văn Hổ đi tới Vân Đồn, chỉ còn 30 thuyền quân của ta tiến ra đánh giặc. Khi giặc tới cửa lục thì gặp binh thuyền của ta rất đông. Giặc không chống đỡ nổi, bị tiêu diệt hết. Quân ta toàn thắng. Bọn tướng giặc Trương Văn Hổ phải đi một thuyền tháo chạy. Chúng không dám theo ven biển, chạy ngược về Khâm Châu, sợ quân ta đánh bắt mà chạy rẽ ngang sang Quỳnh Châu trên đảo Hải Nam. Thắng lợi của ta rất lớn. Sử ta ghi rằng, bắt được quân lương, khí giới của giặc nhiều không kể xiết. Bắt sống quân giặc rất nhiều. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển Năm, tập 53A. Hết ghi chú. Những người Trung Quốc thời sau viết lịch sử, thời nguyên, cố làm giảm nhẹ bớt thất bại thảm hại của giặc. Nguyên sử viết là đoàn quân vận lương của giặc, chia làm nhiều toán, chỉ có toán Trương Văn Hổ đi vào ven biển Việt Nam bị thiệt hại Còn những toán khác Thì bị bão ngay từ lúc còn ở vùng bờ biển Khâm Châu Nhưng lại trôi dạt sang đảo Hải Nam Nguyên sử trình bày Thuyền lương của phí Cũng Thần tháng 11 tới Huệ Châu Gặp bão không tiến được Cũng tới Quỳnh Châu với Trương Văn Hổ Thật vô lý Về toán thuyền lương của Trương Văn Hổ Nguyên sử viết Thuyền lương Trương Văn Hổ tháng chạp năm ngoái tới Đồn Sơn gặp 30 thuyền giao chỉ đánh phá được và giết khoảng con số đó tới Lục Thủy Dương thuyền giặt càng nhiều thấy không địch nổi mà thuyền nặng không đi được bèn đổ gạo xuống biển chạy về Quỳnh Châu ghi chú Nguyên Sử Nguyễn 209 An Nam Truyện tập 18A 18B hết ghi chú về thiệt hại thì chỉ chết mất 220 người mất 11 thuyền và 14.300 thạch lương. Ghi chú Nguyên sử quyển 209 An Nam Truyện tập 18A 18B hết ghi chú. Nguyên sử viết khó hiểu như thế đó đã không địch nổi quân tan, tướng chạy thì còn người đâu, thì giờ đâu công sức đâu để làm việc đổ gần 100 thuyền gạo xuống biển rồi mới chạy. Nếu chỉ thiệt hại có 220 người 11 thuyền và hơn một vạn thạch gạo thì quân còn đông thuyền còn nhiều lương còn nhiều việc gì tướng phải bỏ cả quân và lương mà chạy lấy thân tân nguyên sử của người đời thanh lại đổi thua thành thắng nghĩa là trương văn hổ thắng ta thua tân nguyên sử viết trương văn hổ chở lương đến tùng bách loan giặc đoán đánh giặc thua chạy vương bèn bãi binh lấy văn hổ đi đoạn hậu toàn quân mà về ghi chú Tân Nguyên Sử, quyển 182, Trương Văn Hổ truyện. Hết ghi chú. Nghĩa là Trương Văn Hổ đánh thắng quân ta ở ven biển, đưa được quân lương tới cho thoát hoang khi quân Nguyên trở về nước. Trương Văn Hổ đem quân đi đoạn hậu để bảo vệ cho toàn quân cùng rút. Thật là hoàn toàn đảo lộn thực hư. Tên Việt Giang Lê Tắc là kẻ có mặt trong cuộc chiến tranh xâm lược này cũng phải ghi cụ thể trong An Nam chỉ Lược là không có quân cứu viện Quyền Lương bị bắt. Ghi chú, An Nam chí lược quyển 4, hết ghi chú. Đúng như sử ta đã ghi là bắt được quân lương của giặc nhiều không kể xiết. Về tướng giặc, Lê Tắc ghi. Trương Văn Hổ trước gặp địch ở cửa An Bang, lương hãm đi thuyền nhỏ chạy về Khâm Châu. Ghi chú, An Nam chí lược quyển 4, hết ghi chú. Những ghi chép của Lê Tắc về sự thất bại của giặc ở Vân Đồn đã bác bỏ những điều ghi chép của những người Trung Quốc đời sau, làm các sách Nguyên Sử và Tân Nguyên Sử Chiến thắng của quân ta tại Vân Đồn có tầm quan trọng rất lớn quyết định sự thất bại máu chóng của toàn bộ quân giặc trên chiến trường Việt Nam Trần Khánh Dư đã nói đúng và đã chuộc được cái tội trước đây để cho thủy quân của Ô Mã Nhi qua được Vân Đồn vào vạn kiếp Trận đánh Vân Đồn tiêu diệt lương quân và bộ phận thủy quân của bọn Trương Văn Hổ diễn ra khoảng cuối tháng Chạp năm Đinh Hợi khoảng cuối tháng 1 năm 1288 Thấy tù binh và chiến lợi phẩm của Trần Khánh Dư đưa về dân, Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn nhận định, quân nguyên chỉ nhờ về lương, cỏ, khí giới, nay ta bắt được cả, không để chúng biết tin ngay, thì chúng còn hung hăng. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển Năm, Tập 53A, hết ghi chú. Và Thượng Hoàng tha kẻ bị bắt, cho chúng đến doanh trại quân nguyên đưa tin. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển Năm, Tập 53A, hết ghi chú tin này đến quân nguyên ngày nào thì chúng mất tinh thần từ ngày đó trận nội bàn phá tan hậu quân và hậu cần trên bộ của giặc trong khi một bộ phận thủy quân và toàn bộ quân của giặc vận chuyển trên đường biển bị trần khánh dư đánh tan ở mặt trận vân đồn cửa lục thì cũng những ngày cuối tháng chạp âm lịch một bộ phận hậu cần của giặc đi theo đường bộ cũng bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn ở mạng nội bàn gần biên giới phía bắc nước ta. Tháng 11 âm lịch, khi tới Tư Minh, muốn tiến quân nhanh vào Việt Nam, thoát hoang và áo lỗ xích để một bộ phận hậu cần quan trọng ở lại đi sau do tên tướng Hạ Chỉ đảm nhiệm. Bộ phận này có 2.500 quân làm công việc vận chuyển các xe chở quân nhu. Có thể là cả khí giới và quân lương. Mặc dầu nguyên sử không ghi cụ thể là xe chở gì cũng như những thuyền lương của Trương Văn Hổ khi bị quân ta bắt Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn đã nói rõ ta bắt được ở những thuyền này không phải chỉ có lương mà cả khí giới và cỏ cho ngựa thoát hoang còn để một số tướng lĩnh và 5.000 quân ở lại với bộ phận hậu cần sử không ghi cụ thể số quân tướng này ở lại làm gì nhưng chắc chắn không phải đi hộ tống người vì giặc không có ai có cương vị quan trọng đi sau khiến phải để lại tới 5.000 quân hộ tống mà là để hộ tống bộ phận hậu cần vận chuyển các xe cộ có quân nhu, quân lương, khí giới đi sau. Cùng ở lại với bộ phận hậu quân này còn có mấy tên quan lại bù nhìn là bọn Lê Tắc, Lê Án, Nguyễn Lĩnh, vân vân. Những ngày cuối tháng chạp âm lịch bộ phận hậu quân của giặc yên trí đường từ biên giới tới vạn kiếp và Thăng Long đã thông do đại quân của Thoát Hoang đi qua nên chúng quyết định lên đường vào Đại Việt. Nhưng chúng lầm. Đại quân Thoát Hoang tuy đã ở trong nội địa Đại Việt từ một tháng nhưng đường Việt Nam vẫn không rộng mở để đón hậu quân của chúng tiến vào. Quân Thoát Hoang đi trên đất nước ta như đi vào thiên la địa võng không gặp dân ta mà quân ta thì chỗ nào cũng có khi tiến, khi lui khi đánh đằng trước, khi đánh đằng sau ẩn hiển khôn lường giặc muốn đánh lớn thắng nhanh mà không sao đánh được giặc tiến lên phía trước thì phía sau ta đánh giặc đi khỏi nơi này thì nơi ấy lại thuộc về ta khi quân thoát hoang tới vạn kiếp thì đường từ biên giới tới vạn kiếp vẫn do quân ta kiểm soát toán hậu quân của giặc tiến vào vẫn là tiến vào thiên la địa võng của ta quân số ít thì số phận của chúng càng mong manh toán hậu quân giặc tiến vào theo đường phía đông là đường thoát hoang và áo lỗ xích đã đi để xuống vạn kiếp với thoát hoang ngày 28 tháng chạp âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 1288 tức hai ngày trước Tết Nguyên Đán Mậu Tý giặt tới cửa ải nội bàn ghi chú An Nam Chí Lược quyển 4 và quyển 19 hết ghi chú bị quân ta chặn đánh ở gần sông Bình Giang còn gọi là sông Nam Giang hay Tam Giang tức sông Thương ghi chú Đại Nam Nhất Thống Chí, Quyển 19 Tỉnh Bắc Ninh một Đền Tam Giang Khước Địch Thần Hết ghi chú Quân ta vây đánh giặc rất kịch liệt Liên tục một ngày một đêm Tới sáng sớm ngày 29 âm lịch Toán hậu quân của giặc hoàn toàn tan rã Cả 5.000 quân giặc gần như bị tiêu diệt hết Chỉ sống sót 60 tên kỵ binh tìm đường chạy trốn Tên tỉnh đô sự hầu của giặc là Sư Chết tại trận bọn vạn hộ đạt thiên hộ tiêu và lũ việt giang lê tắc cắm đầu chạy trốn về phía biên giới quân ta tri kích ráo riết lũ việt giang và tàn quân chạy bán sống bán chết tới sáng ngày hôm sau mồng một tết mậu tí mới ra khỏi biên giới nước ta lê tắc còn ghi lại nỗi kinh hoàng trong lần chạy thoát chết này vào sách an nam chí lược của hắn như sau nguy khốn cực kỳ muôn phần tưởng chết ngày chạy mấy trăm dặm từ nửa đêm đến tạng sáng mới tới châu vọng bái cửa khuyết mừng tết năm mậu tý ghi chú an nam chí lược quyển 4 và quyển 19 hết ghi chú châu nói đây là châu tư minh nơi chúng đã ở lại một tháng trước khi sang việt nam và trận nội bàn cũng là đòn cuối cùng của quân dân ta dán vào đầu lũ vô sĩ hàng giặc chúng thoát chết nhưng trọn đời sống nhục trên đất giặc toán hậu cần quân nhu xe cộ của hạ chỉ không thấy lê tắc và các sách sử khác nhắc nhở tới nhưng chắc không thể không cùng đi với toán hậu quân về nhiệm vụ của toán hậu cần này là phục vụ đoàn quân xâm lược trên đất việt nam chứ không phải là để ở lì trên đất trung quốc nguyên sử phần truyện hạ chỉ cũng nói không rõ chỉ ghi chép lơ mơ rằng khi quân trở về hạ chỉ đến kiến khang thì chết ghi chú nguyên sử quyển một trăm sáu mươi sáu Hạ chỉ truyện, tập 12b, hết ghi chú. Sự việc này không quan trọng, không rõ cũng không sao. Điều quan trọng là với hai chiến thắng lớn ở Vân Đồn và Nội Bàng, những ngày cuối năm Đinh Hợi, quân ta đã triệt phá hoàn toàn mọi đường tiếp vận trên biển và trên bộ của giặc, tiêu diệt hoàn toàn hậu quân, hậu cần và một bộ phận thủy quân của giặc, thu hết quân lương, khí giới, dự trữ của giặc, đẩy giặc trên chiến trường Đại Việt, nhanh chóng lâm vào cảnh khốn cùng. Đánh không được, ở không được, mà trở về cũng không phải là dễ. Bốn La Mã, cố sụp sạo tìm ăn, giặc càng khốn quẩn cùng đường. Một cuộc hành quân cấp tốc nhưng vô hiệu. Tin tức về những thất bại nặng nề của giặc ở Vân Đồn và nội bàn trong những ngày cuối tháng chạp âm lịch Bọn chủ tướng Thoát Hoang chưa biết được ngay vì không có ai truyền tin và chúng cũng đương hành quân. Ngày 29 tháng Chạp âm lịch, bọn Thoát Hoang từ bờ Bắc sông Hồng đưa quân vào thành Thăng Long, nhưng thành bỏ trống, người không, thóc gạo không, mọi thức ăn được đều không. Trong khi đó, quân ta rút ra nhưng vẫn đóng theo dọc sông Hồng, từ bên ngoài thành xuống phía Nam. Vào ở trong thành trong tình hình đó, thì không khác chi tự đem thân vào củi nên giặc không dám nghỉ ngơi vào thành hôm trước thì hôm sau mặc dù là ngày Tết nguyên đáng giặc vội vã ra quân đưa hết binh sĩ ra ngoài thành dốc toàn lực đánh xuống phía nam cố đẩy lùi quân ta ra xa và kiếm lương ăn bọn chủ tướng thoát hoang thân cầm quân đi theo bờ phía tây sông Hồng A Bác Xích đem bộ binh từ vạn kiếp tới chưa kịp sang sông vào Thăng Long thì thoát hoang áo lỗ xích ra lệnh cho hắn đưa ngay bộ binh theo bờ phía đông sông Hồng đánh xuống. Ghi chú An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Ô Mã Nhi đem thủy quân theo đường sông Hồng mà tiến. Ghi chú An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Như vậy là giặc đưa hết thủy quân lục theo ba đường vừa trên bộ vừa dưới sông ào ạt tiếng đánh quân ta Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn và Vua Trần Nhân Tôn rút quân ra khỏi Thăng Long rồi đóng lại ở đồn Cảm Nam Ghi chú Nguyên Sử Quyển 14 Thế Tổ Bản Kỷ Tập 22A Quyển 209 An Nam Truyện Tập 17B Chưa rõ Cảm Nam là đâu Hết ghi chú Bên bờ Tây Sông Hồng gần Thăng Long Khi thoát hoang tiến xuống Vua Trần lại cùng Đại quân rút đi Chỉ để một ít quân ở lại Giao tranh với giặc rồi cũng rút nốt. Bên bờ đông sông Hồng, quân ta tiến ra chặn đánh quân A Bắc Xích ở cửa Hàm Tử rồi cũng rút đi. Ghi chú An Nam Chí Lược, quyển 4, hết ghi chú. Thoát hoang hạ lệnh cho toàn quân tiến mau xuống phía nam, đại phá quân ta. Chúng tới cửa Hải Thị, vẫn không gặp đại quân của vua Trần. Chúng kéo hết xuống thiên trường, thì đại quân của vua Trần đã qua cửa thiên trường, đi ra biển. Ghi chú Nguyên Sử quyển 209 An Nam Truyện tập 17B Hết ghi chú Bọn tướng giặc hậm hực vô cùng Và bắt đầu hoang mang dao động Đi nữa hay quay trở lại Thăng Long Giặc đi đâu cũng gặp quân ta Đồn trại nào cũng có quân ta đóng giữ Giặc tới thì ra nghênh chiến Rồi lại rút đi Nhưng suốt cả chặng đường hành quân từ biên giới Xuống tới thiên trường Liên tục hơn một tháng ròng Giặc không gặp đại quân của ta ở đâu và cũng không biết bộ chỉ huy tối cao của quân ta ở chỗ nào. Đánh vào vạn kiếp, chúng không thấy đại quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đánh vào Thăng Long, chúng không thấy đại quân của Vua Trần. Cả những danh tướng uy phong lần lẫy trong cuộc chiến tranh lần trước như Phạm Ngũ Lão, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái, Hưng Vũ Vương Nguyễn, Hưng Nhượng Vương Tảng, vân vân Lần này cũng chưa thấy xuất hiện trong các trận đánh. Như vậy thì đánh vào đâu, đánh với ai, để có thể đánh lớn, thắng nhanh, mau chóng thực hiện thành công giả tâm xâm lược của chúng. Rốt cuộc, giặc đành quay lại Thăng Long, chấm dứt một cuộc hành quân cấp tốc nhưng vô hiệu. Chỉ trong khoảng 4 ngày, cả mấy chục vạn quân giặc từ Thăng Long lao xuống Thiên Trường rồi lại lao về. Có thể, ngày mùng 1 Tết, giặc học tốc hành quân qua Cảm Nam, Hàm Tử, Hải Thị xuống Thiên Trường rồi vội vã từ Thiên Trường học tốc hành quân về và ngày mồng 4 Tết, chúng về đến Thăng Long. Ghi chú Nguyên Sử Quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ, Tập 1A, An Nam Chí Lược, Quyển 4, hết ghi chú. Những kiểu hành quân bị động, lập cập, hối hả ngược xuôi của giặc như vậy, cho thấy chiến lược dĩ đoạn chế trường, lấy đoạn binh, chế trường trận của anh hùng Trần Quốc Tuấn thật là tuyệt diệu. Chỉ bằng những đội quân nhỏ mà ta chế ngự được những đạo binh lớn của giặc, làm chúng nhanh chóng tê liệt không phát huy được hiệu lực chiến đấu của một quân đội nổi tiếng hùng mạnh, không giành được một thắng lợi nào đáng kể, đồng thời lại trở nên hoàn toàn bị động về chiến lược, không biết đánh vào đâu, đánh như thế nào. Thật là tiếng thoái lưỡng nan, lúng túng như gà mắt tóc. Giặc đành lui lại để có chỗ dựa là thành Thăng Long. Nhưng lui về Thăng Long, giặc vẫn không thoát khỏi tình trạng lúng túng trước lối đánh tài giỏi của ta. Từ bỏ ý đồ tiến công để dồn sức tìm ăn Đi đánh cướp nước người Mà giữa chiến trường phải từ bỏ ý đồ tiến công Để dồn sức tìm ăn Đó là tình hình giặc nguyên Sau khi ở thiên trường về Thăng Long Có thể khi bọn thoát hoang về Thăng Long Thì được tin đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ Bị quân ta đánh tan ở Vân Đồn Tin này do những tên lính nguyên bị ta bắt Được thả về để báo cho thoát hoang biết Tất nhiên thoát hoang nửa tin, nửa ngờ, không muốn tin là thật, nhưng hoảng sợ vì lương ăn đã cạn. Ngay hôm về tới Thăng Long, tức ngày mồng 4 Tết, thoát hoang vội, dồn quân đi tìm kiếm lương ăn. Hắn bắt buộc Ô Mã Nhi phải lập tức đưa thủy quân ra biển, tìm đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ghi chú Nguyên Sử, quyển 15, Thế Tổ Bản Kỷ tập 1A, hết ghi chú. Và lệnh cho áo lỗ xích, phải cùng bọn A Bác Xích đem bộ binh chia nhau vào núi cướp lương. Ghi chú Nguyên sử quyển 209, An Nam truyện tập 17B, hết ghi chú. Áo lỗ xích, với chức bình chương, thực sự là viên tổng chỉ huy của đạo quân xâm lược, mà phải đích thân đem quân đi cướp lương ăn, chứng tỏ tình thế của giặc rất nguy ngập. Chúng đương ở giữa vùng đồng bằng, mà phải cho quân chia đường vào núi cướp lương. Điều đó cho thấy quân dân ta vùng ven sông Hồng đã làm vườn không, nhà trống một cách triệt để giặc không lùng sụp vơ vét được gì. Ô Mã Nhi đưa thủy quân xuôi theo dòng sông Hồng. Dọc đường, hắn cho quân phạm vào vùng Long Hưng là nơi có lăng tẩm nhà Trần. Nhưng có lẽ chúng vội đi tìm đón thuyền lương nên không kịp phá phách nhiều, không có những thiệt hại đáng kể được ghi lại. Ô Mã Nhi đưa binh thuyền đi gấp ra cửa đại bàn để ven theo biển ngược lên cửa An Bang. Cửa đại bàn là cửa Văn Úc ngày nay ngày 8 tháng Giêng âm lịch, ngày 10 tháng 2 năm 1288. Ô Mã Nhi đưa quân từ ngoài cửa biển Đại Bàng Ghi chú: Đại Việt sử ký toàn thư bản kỷ quyển 5, tập 54A, chép là ngày 8 tháng Giêng ở ngoài biển Đại Bàng An Nam chí lược quyển 4, chép là ngày 11 tháng Giêng tại cửa Đa Ngư. Hết ghi chú. Lên tới Tháp Sơn. Ghi chú: Tháp Sơn có thể là đồ sơn, Tại đấy xưa có tháp lớn Nên nguyên sử gọi là như vậy Hết ghi chú Thì bị thủy quân của vua Trần Chặn đánh Ghi chú Từ khê văn cảo của Tô Thiên Tước Thời Nguyên Chép là Quân đến biển Tháp Sơn Đánh bại Thế Tử Thế Tử là chỉ vua Trần Hết ghi chú Nguyên sử chép là Ô Mã Nhi gặp hơn 1.000 binh thuyền của ta Có nghĩa là Ô Mã Nhi phải đương đầu với một lực lượng thủy quân lớn của vua Trần Nhưng nguyên sử lại chép Ô Mã Nhi phá được Ghi chú nguyên sử quyển 209 An Nam Truyện tập 18A Hết ghi chú Quân ta có hơn 1.000 binh thuyền Mà Ô Mã Nhi phá được Thì quả là chuyện hoang đường Đại Việt sự ký toàn thư của ta chép sự việc cụ thể hơn Có mức độ hơn và hợp lý hơn Ngày mùng 8 quan quân hội chiến ở ngoài cửa biển Đại Bàng bắt được 300 thuyền và chém 10 đầu giặc. Quân Nguyên chết đuối rất nhiều. Ghi chú Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ Quyển Năm Tập 54A Hết ghi chú Sau thất bại này Ô Mã Nhi đưa quân qua được Tháp Sơn để lên phía cửa An Bang nhưng chúng vẫn phải vẫn vơ hàng tháng ở ngoài biển để chờ đón thuyền lương. Tại Thăng Long bọn thoát hoang cũng không được ngồi yên với quân ta khi các cánh quân giặc vừa ra khỏi thành chia nhau đi tìm lương thì quân ta tới tập hợp ngay ở mấy địa điểm là cá trầm cá lê ma sơn ngụy trại ghi chú nguyên sử quyển hai trăm lẻ chín an nam truyện tập mười bảy a hết ghi chú mấy địa điểm này chưa rõ ở đâu nhưng có thể là ở miền phụ cận thăng long nên thoát hoang phải ra quân để đẩy lùi quân ta ra xa các cánh quân của Áo Lỗ Xích và A Bác Xích làm nhiệm vụ vào miền núi cướp lương nhưng không sao cướp được vì như nguyên sử đã ghi người giao đều giấu thóc gạo trốn đi ghi chú nguyên sử quỷ 166 phàn tiếp truyện tập 16A hết ghi chú chúng đành quay về Thăng Long không được việc gì áo lỗ xích A bác xích đi cướp lương không được ô mã nhi đi đón thuyền lương không về là một mối lo rất lớn cho giặc ở thăng long lương đã cạn không muốn đi đánh nhau không dám chủ động tiến công phải dốc sức đi tìm lương nhưng tìm không ra đi cướp không được đi đón thuyền lương không thấy hậu cần tại chỗ không có đường tiếp tế từ trung quốc sang không lập được không còn trông mong vào đâu để có ăn cho khoảng nửa triệu quân rõ ràng đã đến lúc giặc không thể tiếp tục chiến tranh và không thể ở lâu trên chiến trường Đại Việt được. Nếu cứ đóng quân ở Thăng Long thì nguy hiểm. Quân đội Đại Việt không đánh, chỉ vây hãm Thăng Long một thời gian ngắn. Quân giặc trong thành tất phải ra hàng. Do đấy, bọn thoát hoang phải vội vã quyết định rút hết quân lên vạn kiếp. Không dám luyến tiếc Thăng Long, mặc dầu chúng mới tới được khoảng một tháng. Trong cuộc chiến tranh lần trước, cách đây ba năm, ta phải đánh để lấy lại Thăng Long. Lần này không cần đánh, giặc cũng phải bỏ Thăng Long mà đi. Cố nhiên là chúng phá phách kinh thành của ta trước khi rút, nhưng cũng không thể phá được nhiều. Vì chúng còn vội chạy. Từ bỏ Thăng Long rút lên Vạn Kiếp chính là bước đầu của kế hoạch, tháo chạy về nước là thượng sách của giặc. Ngày 2 tháng 2 âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 1288, bọn Thoát Hoang, áo lỗ xích đem quân từ Thăng Long lên Vạn Kiếp. Ghi chú Nguyên sử quyển 15 Thế tổ bản kỷ tập 2B Hết ghi chú A Bắc xích là tướng tiên phong Lại đi trước mở đường Ghi chú Nguyên sử quyển 209 An Nam truyện tập 17B Hết ghi chú Một tháng trước Quân Nguyên từ Vạn Kiếp đến Thăng Long Chỉ có hai lần giao tranh với quân ta Một lần ở Đại Thang Một lần ở Hoa Lâm Lần này Cũng trên đoạn đường ấy Giặc phải hành quân rất vất vả vì phải giao tranh với 32 đồng quân của ta. Có chỗ, chúng phải bắt cầu nổi để qua sông. Ghi chú, Nguyên sử Quyển 209, An Nam truyện tập 17B, hết ghi chú. Tới Tam Giang Khẩu, ghi chú, Tam Giang Khẩu là cửa Tam Giang, hoặc cửa ba sông, chưa rõ ở đâu. Hết ghi chú, tên vạn hộ đường Tông bị quân ta đánh chết tại trận. Ghi chú, Tân Nguyên Sử, Quyển 180, đường Tông Truyện, Phạm Tiết, Truyện Phụ, tập 14B, hết ghi chú. Nhân nguyên sử vẫn ghi bừa rằng A Bắc Xích chém được hơn mấy vạn đầu, cướp được 200 thuyền và hơn 11 vạn 3.000 thạch gạo. Ghi chú, nguyên sử Quyển 209, An Nam Truyện, tập 17B, 18A. Chỉ riêng con số, hơn 11 vạn thạch gạo, cũng đủ thấy là ghi chép khoát lát. Liều lĩnh Gạo đâu mà cướp được nhiều và nhanh như vậy Mà nếu có bằng ấy gạo Thì việc gì chúng phải rút chạy Tới vàng kiếp Giặc không dám vào đóng trong các doanh trại sẵn có của ta Để tránh bị quân ta tập kích Chúng đóng rải trong các trại gỗ Ở núi Chí Linh và núi Phả Lại Mà bọn trình bằng phi lắp dựng Từ khi chúng mới sang Tới bấy giờ mới xong Ghi chú nguyên sử quyển 209 An Nam truyện tập 18A Hết ghi chú nhưng tới vạn kiếp, giặc vẫn lúng túng. Ở lại cũng dở, mà về cũng dở. Ở lại thì không còn sức đánh, hết lương ăn. Nhưng về thì không lẽ bỏ đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ và đạo thủy quân Ô Mã Nhi ở lại. Chưa có tin của bọn Ô Mã Nhi thì chưa biết định đoạt thế nào. Bọn thoát hoang, áo lỗ xích lại phải cho A Bác Xích đem quân đi tìm. A Bác Xích đem quân xuống vùng Trúc Động. Ghi chú, Trúc Động nay là xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hết ghi chú. Ra cửa biển An Bang. Ghi chú Nguyên sử quyển 129. Lai A Bác Xích truyện. Hết ghi chú. Tên tùy tướng của A Bác Xích là Tích Đô Nhi. Ghi chú Nguyên sử quyển 129. Lai A Bác Xích truyện. Hết ghi chú. Đưa quân xuống vùng Tháp Nhi Sơn. Ghi chú Tháp Nhi Sơn và Tháp Sơn có thể là một, tức Đồ Sơn. Hết ghi chú nhưng chúng tới đâu cũng bị quân ta chặn đánh không sao tìm được bọn ô mã nhi chúng thất vọng quay về vạn kiếp tại vạn kiếp bọn giặc thoát hoang bị giam chân một chỗ còn thất vọng hoang mang lúng túng hơn nữa không mấy đêm là quân ta không tới đánh các trại giặc ở phả lại và chí linh giặc hoảng sợ đêm đêm phải vào hết trong trại không dám cùng quân ta giao chiến chỉ ban ngày mới dám kéo nhau ra khỏi trại trong khi đó để nắm vững tình hình giặc và chuẩn bị tốt kế hoạch phản công của ta bên ta cho hưng ninh vương trần tung là anh ruột hưng đạo vương trần quốc tuấn nhiều lần sang trại giặc mượn tiếng là để trao đổi việc nghị hòa với giặc lần nào trần tung cũng nói là vua trần sẽ thân tới trại giặc để giao hảo đương lúc hoang mang lo sợ thấy ta đến bàn hòa giặc mừng quá sửa sang doanh trại để chờ đón vua trần nhưng chúng chờ đến bao giờ Dần dần chúng cũng tự hiểu ra rằng Việc bàn hòa với ta là không thể có được Chúng càng mất tinh thần Và ngày càng kiệt sức An nam chí lược của Lê Tắc ghi lại Tháng 2 Thế tử sai anh con nhà bác Là hân ninh vương Trần Tung Nhiều lần đến hẹn hàng Để làm quân ta mất nhuệ khí Ban đêm lại sai những người cảm tử Đến cướp doanh trại Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 4 Sách khắc nhầm Tháng 2 làm ngày 2 Hết ghi chú Sự thật thì quân ta của tên Việt Giang Lê Tắc Tức quân Nguyên Mất nhuệ khí đã lâu rồi Bây giờ lại càng mất nhuệ khí thêm Nguyên sử cũng chép Bây giờ Nhật Huyên Ghi chú Chỉ Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn Hết ghi chú Nhiều lần sai sứ hẹn hàng Ý muốn hoãn quân ta Các tướng đều tưởng thật Sửa sang doanh trại để chờ đón Nhưng lâu ngày Quân thiếu ăn mà Nhật Huyên vẫn không tới ghi chú nguyên sử quyển 129 Lai A bắt xích truyện hết ghi chú ta không bàn hòa quân cảm tử của ta vẫn đêm đêm tiến vay doanh trại giặc mà giặc thì ngày càng thiếu ăn trong khi đó ô mã nhi và thủy quân của hắn vẫn còn vẫn vơ ngoài biển để đón đoàn thuyền lương của trương văn hổ hắn đã lên đên ngoài biển hơn một tháng mà vẫn không thấy tâm hơi gì và hắn cũng không thăm dò được ai để biết đoàn thuyền lương của chúng đã tiêu tan Tới giữa tháng 2 âm lịch, thấy không thể chờ mãi thuyền lương được nữa, hắn đành quay lại vạn kiếp. Ngày 19 tháng 2 âm lịch, ngày 22 tháng 3 năm 1288, tức nửa tháng sau khi thoát hoang trời Thăng Long rút về vạn kiếp. Ô Mã Nhi mới đem quân từ ngoài biển vào đất liền. Hắn sụp sạo trại yên hưng Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển Năm, tập 54. Hết ghi chú. Và bị quân ta chặn đánh ở Trúc Động, Nguyên sử ghi là trên đường về vạn kiếp Ô Mã Nhi đã cướp được hơn 4 vạn thạch gạo Ghi chú Nguyên sử quyển 209 An Nam truyện tập 18A Hết ghi chú Cũng là khoác lát Nếu đúng như Nguyên sử ghi Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn chừng nửa tháng A Bác Xích cướp được hơn 11 vạn 3 nghìn thạch gạo Ô Mã Nhi cướp được hơn 4 vạn thạch Cộng lại là gần 16 vạn thạch gạo tức sắp xỉ với số 17 vạn thạch lương mà bọn Trương Văn Hổ đem từ bên nước chúng sang. Như thế thì không đói nữa và thừa sức tiếp tục đánh. Vậy mà tình hình thật lại trái hẳn với những sự việc và con số của nguyên sử. Thấy bọn ô Mã Nhi dẫn thân về không, toàn bộ quân giặc ở vạn kiếp đều kinh hoàng, nạn thiếu ăn là không thể tránh được. Nguy cơ bại vong đã ở trước mặt. Nếu không tính mau thì sẽ bỏ mạng nhục nhã trên chiến trường Đại Việt. Tên chủ tướng thoát hoang cây cú Hoảng hốt như điên Hạ lệnh đốt các doanh trại bỏ không của ta Ở vạn kiếp để trả thù Các tướng của hắn khuyên ngăn hắn Không nên làm như thế Ghi chú An Nam Chí Lược Quyển 4 Hết ghi chú Lời khuyên đó đối với giặc lúc này là rất đúng Vì đốt trại tức là tự bộc lộ thế yếu và ý định rút chạy Giặc thấy không nên kích động quân ta phải lặng lẽ để tính kế thoát thân. Vậy thì giặc phải làm thế nào trong tình hình đó? Lương ăn không có, những nơi sung yếu chiếm được nay đều thất thủ. Ghi chú, nguyên sử, quyển 129, Lai A bắt xích truyện, hết ghi chú. Nguyên sử không che giấu được nữa, tuy chưa dám nói thẳng là thua, nhưng phải ghi thật rằng, chư tướng bị khốn đều nói, giao chỉ không có thành trì nào có thể giữ được, không có kho đụng gì có thể ăn được. Thuyền lương của Trương Văn Hổ lại không đến. Vả khí trời đã nóng, sợ lương hết quân mệt, không lấy gì chống giữ lâu được, sẽ làm hổ thẹn triều đình, nên toàn quân mà về. Ghi chú, nguyên sử quyển 209, An Nam truyện tập 18A, hết ghi chú. Ở một chỗ khác, nguyên sử ghi gọn: Chư tướng thấy lương hết quân mệt, khuyên nên đem toàn quân về. Ghi chú Nguyên sử quyển 15 Thế tổ bản kỷ tập 2B Hết ghi chú Bọn thoát hoang Áo lỗ xích Không có cách nào làm khác được Phải quyết định cấp tóc Rút quân về nước Nhưng về cũng không phải là chuyện dễ Đi bằng cách nào Theo đường nào Đường bộ hay đường thủy Đi như thế nào để không bị tiêu diệt Để có thể toàn quân về được đến Trung Quốc Như nguyện vọng của chúng bọn tướng lĩnh thủy quân vừa mới ở ngoài biển chạy vào vạn kiếp đã trải qua nhiều thất bại cay đắng trên vùng sông vùng biển của ta vẫn còn hoảng sợ nên chúng đưa ý kiến không nên về đường thủy lấy lý do là thuyền lương hai lần vào đều bị hãm chi bằng hủy thuyền đi đường bộ là thượng sách ghi chú an nam chí lược quyển bốn hết ghi chú nhưng thoát hoang áo lỗ xích không chấp nhận ý kiến đó vẫn cho quân về theo hai đường thủy bộ, bọn chủ tướng giặc có ý định riêng cho thủy quân về đường biển, dù có bị tiêu diệt hết cũng không sao, miễn là bọn chủ tướng thoát thân. Theo kế hoạch của bọn chủ tướng, Ô Mã Nhi, Phan Tiếp và một số tướng lĩnh đem quân đi đường thủy. Ghi chú nguyên sử quyển 15, thế tổ bản kỷ tập 4A, quyển 209, An Nam truyện tập 18A, hết ghi chú Phần tướng sĩ còn lại theo thoát hoang, áo lỗ xích, a à bác xích đi đường bộ. Nhưng đi đường bộ hay đường thủy, giặc cũng không thoát khỏi, bị tiêu diệt. Sau khi quân ta đại phá hậu cần của giặc, tiêu diệt toàn bộ quân lương của chúng, các nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến của ta thời Trần đã nắm chắc cái thế, phải rút chạy về nước của giặc. Lường trước được thời gian nhất định giặc phải chạy và những con đường mà giặc phải đi, quân ta bố trí dây đặt khắp các nẻo đường bộ, đường thủy giặc sẽ chạy qua. Trên đường bộ ra biên giới, ta đào hố trên mặt đường để bẫy ngựa giặc. Ghi chú An Nam Chí Lược quyển 4, hết ghi chú. Trên đường thủy ra biển, dưới nước trên bờ đều có quân ta cùng những trận địa có bố trí vật cản để đánh giặc.